Thách quá. Nó giờ bé nọc xong đây. Chế lúc này nhà lúc có tụt phòng nhà lúc và phát trong kia. Chế sẽ đây nó sai ok. Chế nó xong ok là chế. Và tôi cần xài ra cá sẽ cái món ăn. Đây là ở tuần thứ năm xử lý ra tụ vào thế tuần sai cái là sẽ khâu bên trong hôm nọ để cho những cái gì ở đó cút chạp hết thì và nó trong trong sẽ cái dòng trào từ tuần sai đó thôi. Nói nhau chắc chắn chứ tại một trâu hậu nó trong hậu trong trong đền nào xử lý tôi sẽ là chế ban nào thiết tổ hoàn toàn cái này tôi có nhá tôi sẽ ok quá là tôi nói là năng nhỉ tôi nói tạm này quá là tôi có nhá và cho sập ba sập to tôi nói tạm Tại đi lò nó nè, mua. Tại đây. Lò nó. Bây giờ chặt trong là trong hào, nó trong, xong là xong ấp hạ cầu gì, nó nói giờ nó thì năng cầu gì, nó ăn thì đâu, ăn sẽ cầu gì nè. cho nàng cái này cha là ta tặng ra lò sa bát sơn cho dọc trái này cho cái này cho giải khê giờ con hạt cho khê là giờ giải cho không chứ thế là thế là cho ok là nhà lái qua vào bên trong cái nhà chẳng rõ chạy không dư xe đạp lọt chạy ra cái dòng cổng vào trong con cò sai gà ra cái nơi giang ra cái một con mồm bề nó cho tinh không cái hàng đường mốt ra cái trong cò nhà chùa lon chín con cho thằng lăng cứ thao mà không chỉ có xe ta tàu lộ chỉ mua bình dù sao giờ chỉ có ngõ không giờ cũng còn chỉ có qua thầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 现在在合同和职工的中心，现在和各大的企业家参加这个高那个的一种风，这个是在新加坡的。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cho ta tập thôi, sao bác sĩ nữa? Sao? What you got done? What the hell? Sao tỏ sao tại lúc bắt tụi nó tỏ này cái sự thao tỏ này muốn cái nên để là lúc tỏ nó chơi thao gì đấy nữa mà sao mỏ chưa sao cái để tỏ để cho tỏ vẫn sướng theo thao sao mỏ chưa này nhảy xong rồi thì chúng ta muốn sử dụng thêm chúng ta đấy chỉ là tròn đô rồi nè lúc bóng là cái thà lá trầu rồi ta chỉ chạm bát sơn chỉ tôi chỉ tao ta nên chúng ta tao tôi chỉ là nó